Sao anh không về chơi thôn vị? Nhìn nắng hàng câu, nắng mới lên. Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Bài thơ Đây thôn vị già, tác giả Hàn Mặc Tử, qua dòng ngâm Nguyễn Thị Lâm. Sao anh không về chơi thôn vị? Nhìn nắng hàng câu, nắng mới lên. Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chợ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây. Dòng nước buồn thiêu, hoa bập lay. Thuyền ái đầu bên, sông trắng đó, có chờ trăng về kịp tối nay. Mớ khách đường xa, khách đường xa. Áo em chẳng quà, nhìn không ra. Ở đây sương khói mơ nhắn ảnh, ai biết tình ai có đậm